chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay hai cha con mình tính là dắt khủng long đi đầm sen chơi. Đi xem coi đầm sen có gì chơi và mình sẽ có món gì ăn đó thì mình sẽ ăn cho đó luôn nha các bạn. Và trước khi đi thì mình nhớ đeo khẩu trang vô nha. Rồi mình đang xem ở trên mạng á thì dễ mới được hả? What? Còn bé là sinh nhật trong tháng 9 có được không? Dạ chưa được tính hả? Oh no. Rồi phải tháng 9 thì 880 hả chị? Đây là bốn phía vào cổng rồi các bạn. Trước đi vô cổng thì rửa tay đi nè. Đưa tay vô thì tự động có nước sát khuẩn nó xịt vô tay mình nữa bạn. Rồi rồi con. Rửa cho. Rồi thôi đi vô. Đeo này để chơi trò chơi không chú? Ở đây xe điện đụng rồi các bạn. Ở xe điện đụng không? Thôi mình vô đăng ký chơi đi. Đây khách hàng chuẩn bị vô chơi xe điện đụng rồi các bạn. Chơi. Giờ vô chơi con phải con chơi.
Đi chơi trò gồng lượng nha các bạn. Có con mà chơi lục xén. Nha. Rồi lên ngồi luôn hả chị? Rồi. Rồi. Rồi ngồi lên nha. Chiều chiều. Đó, mình nói bờ sông mà các bạn. Có chèo thuyền đạp dịch nữa kìa. Ngồi mình chơi luôn mấy trò đó luôn. Trò khác nó không nhớ đấy, máy bay à, chưa máy bay không này, lớn nhỏ chơi được hết luôn, chờ đẩy vô thôi chú. Được rồi, đây một chiếc hai người hả chú? Rồi rồi dạ, à, để ngồi chung đó đi. Rồi máy bay bay rồi nè bạn ơi. Thấy chóng mặt quá các bạn ơi. Nước chóng mặt quá các bạn ơi. Nó xoay vòng vòng chóng mặt quá. Rồi máy bay hạ cánh. Rồi xong rồi con, giờ đi chơi được khác nha. Rồi chơi cái dành cho ngồi dưới một mấy chơi. Rộng lớn nha các bạn. Rồi, con đưa alo đây các bạn. Rồi, con đi vô chơi đi. Rồi, chơi đi con. Cái này cho lít dưới 1.4 nên mình không có vô quay được các bạn ơi. Chờ cho bé chơi 5 phút đi rồi ra đưa vô chọc khác nha. Đi chơi chèo thuyền nha. Oh, yes daddy. Rồi kẹt rồi. Kẹt giống như kẹt xúc xích vậy. Tôi chơi chèo thuyền đạp vịt thôi. Đi, đây là bến thuyền. Dạ, chọn chiếc thuyền đi. Rồi, dựng lên đây. Đây nè, mới. Ảnh em.
rồi 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 cố lên cố lên cố lên cố lên thôi. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Hôm nay chơi vui không? Vui. Vui. Này lần đầu tiên Bo đi chơi dầm sen đúng không? Lần cái này đã không? Ừ. Dám dám cuốn xe. Ừ, dám cuốn xe. Biết chèo đó, biết quẹo không? Biết. Đây là hai vị thủ chèo thuyền nè. Ta chèo quá trời luôn mà mát mẻ thoải mái quá chỉ việc ngồi thôi chỉ đủ đạp lẹ lên đi đạp bị chậm rồi hả đúng rồi, you can. Hết sức lực luôn vô rồi nè. Hai bạn cho phát biểu cảm nghĩ chiều thiền này vui không? Quá mệt. Ngoài sức tưởng tượng luôn hả? Hay quá. Đâu có nhiều ký đâu. Tôi có 25 ký. No problem. Hai thì có 70 ký à? Có 95 ký à? Get. Thêm cái thề nằm nhồi. Thôi mới đạp có xíu à, giờ nằm xả lại hả? Giờ hai bạn đạp về thuyền, đạp về bến thuyền được không? Được. Hay là không thì phải nhảy xuống sông đây bơi chổng á. Ba con biết bơi. Oh no. Trời ơi, tàu kia nó bị nghiêng qua luôn rồi các bạn. What? Nó bị nghiêng méo qua, ghê quá các bạn ơi. Cá nhiều nè. Trời ơi, quá trời cá luôn kìa. Ở đâu có cá rồi, cũng cá. Quá trời cá luôn. Chơi đạp thuyền mệt quá, giờ ngồi ăn kem nữa các bạn. Kem tươi dưa lưới 15 ngàn một cây. Mắc thiệt chứ. Ngon không con? Con ngồi chiều thuyền con ngồi không con đâu có đạp đâu mà sao con mệt? Con có mệt không? Không. Không, không có mệt sao đoạn kem? Mệt. Mệt hả? Cạo ha. Hôm nay hơi là mình đi ngày trước lễ nên mọi người cũng không có đông lắm. Nhưng mà bù lại vậy thì mình được chơi trò chơi thoải mái các bạn à. Không phải xếp hàng đợi lâu. Chứ còn nếu mà ngày 2 tháng 9 đúng ngày lễ như đây là nội thời gian xếp hàng không nó mệt mỏi rồi chứ chưa nói là chơi là đuối luôn đó các bạn. Hai bạn này chuẩn bị lên chơi cá chép nhào lộn rồi các bạn. Coi giờ này nó có cảm giác mạnh gì nữa không nha. Thấy có vẻ cũng bình thường rồi đó. Bo con chơi trò này không? Sao vậy? Trời ơi chuẩn bị chạy nữa. Mới xíu à. Trời ơi, những cậu lúc có cậu lên sao bạn ơi. Ghê quá bạn ơi. Trời ơi. Tiếng la thức thâm. Trời ơi. What? Trời quá. What the fuck? Lộn nhào đi các bạn. Trời ơi, nó xoay đầu luôn. Trời ơi. Kinh khủng. Thôi trời ơi, nó không chơi đâu bạn ơi. Để nó đứng đi. Nhưng lại xuống rồi mình sẽ phỏng vấn hai bạn nói cảm giác làm sao nha. À, hai bạn cho biết cảm giác chơi trò này làm sao sướng không? Một người nó đã còn người nó sợ không? Quét luôn rồi. Rồi thôi đi. Đây có con đường bóng mát mát mẻ luôn các bạn. Này là có cái lâu đài. Lâu đài không có chơi được không ta? Ở này nhà vệ sinh. Đây là cái đầm sen các bạn. Quá trời bông sen luôn. Mùa này nắng nóng quá chắc là sao nó héo à. Cái đó là gì ở đây đó? Có luôn quay đó con. Đây,
chắc có lẽ hồi xưa cái vùng này nó là đầm này toàn là sen nhiều lắm nên nó mới đặt tên là đầm sen thôi. Này có cái trò chơi, cái trò chơi gì đây? Đóng cửa rồi. À, cầu tàn hình. Hôm nay chắc là vắng quá nên họ có một số trò chơi họ không có mở các bạn ơi. Mặc dù mình mua vé chọn lối nhưng chỉ chơi được một số trò, có mấy trò không có được chơi. Cầu chân mây. Thôi đi. Vô này hả chú? Rồi chọn áo đi. Rồi lấy áo nhỏ vô hoa chai luôn. Mới. Ừ nhỏ của con đó. Đăng rồi các bạn. Rồi mở cửa đi. Đây cho nó ăn đi. Cho mua cổ ăn.
Đưa cho ăn đi. Trời ơi. Nani? Toàn. Nó nhiều nước miếng quá trời luôn rồi. Trời ơi. Đường con dê ăn hả bạn? Đó. Đây là cái con nhỏ nhỏ nè. Đây đây cho. Rồi rồi, đây. Đây đây. Rồi. Đây nè. Rồi con cho Duy ăn đi. Liếu gì vậy? Rồi cho đi, để vô. Con để vô miệng nó này nè, con để vô. Nên đặt cái cần vô hàng gạo thôi. Kìa có mấy con nhỏ nè. Ừ con cho mấy con nhỏ ăn đi nè đó. Con cho ăn đi. Ừ cho mấy bạn dê nhỏ ăn đi. Cái lưỡi con này nó không có như con kia. Con này ít ít nhũ nhão rồi các bạn ơi. Ăn sẽ hơn. Nè đây nè. Đây đây. Đây. Đó con kia thấy đi qua nữa kìa. Oh no. Rồi để hết tiếp đây, qua đây qua đây qua đây. Ừ. Nước cao lên, nước cao lên nè, kìa. Sợ. Miếng cuối cùng nha, cho con nhỏ này ăn nha. Rồi. Trời. Lá nữa. Lá nó cũng bu lại. Lá ăn luôn nè. Đang đi bộ qua bên khu B của Đầm Sen. Bên này thì cũng có một số trò chơi các bạn. Giờ có vẻ như nắng lên rồi. Giờ mình sẽ đi vô tham quan vườn chim nha các bạn. Có chim mất rồi đó. Có con gì đang bới đất kìa. Ừ, công các bạn ơi. Người ta thả nó đi lang thang bên ngoài luôn rồi. Dê với cụ. Đây gì khu nuôi thú rồi, có con chăn các bạn. Nó đang nằm bên trong đó. Ở đây đó. Ồ, miếng quá trời anh ơi. Đó, nó nằm bên chuồng này. Đang nằm ngủ rồi. Rái cá lông mượt. Ê, xin chào bạn rái cá. Con gì vậy? Con bé cá lột. Không hả? Không hả con? Ngại nữa. Ôi! Con có xấu rồi. Con có xấu rồi. Con xíu rồi. Nó xíu rồi dám mình bé rồi. Con giết trời. Không có không? Gà nó đâm cái là vui luôn á. Con xấu rồi. Biết lùng biết quẩy luôn. Con này nữa. Đó, có miếng cò nữa nè. Con đang lấy mình là con gì vậy? Con chích con. Đó. Vịt trời, cò quá trời luôn. Con công. Con công đó là con công. Nó đi đâu rồi con ơi? Có con gà dưới nữa kìa. Ủa sao con gà lại vậy? Con cá sấu rồi xong mình qua con voi nha. Đó, có quyền cá sấu nằm phơi nắng nè bạn ơi. Còn dưới đây nữa, dưới hồ cũng quá trời nữa nè. Trời ơi, này dưới chân mình cũng có nè. Nè, ôi bên này quá trời luôn. 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9 rồi. Quá trời, nó sống luôn. Đây người ta không ai cho câu cá sấu ta. Nó cần câu nè. Trời luôn nó, trời ơi. Cái này con lớn. Ừ con lớn có sấu bự không đó con. Con sống quá con nhỏ con bé vậy. Con sống nhỏ con bé nhỏ xíu. Nhỏ con bé xong thái vậy trời. Chưa có đẻ. Hả? Nó chưa có đẻ. Con sống nè
tại giờ nó chưa có đẻ, nào nó đẻ nó mới có. Ồ, có một con khỉ ngay trên cái đảo nhỏ nhỏ nè bạn ơi. Ồ, trên này có một con nè. Một con đen, một con vàng. Có con ngựa. Có nhiều con ta thẻ về. Trai. Có đây con. Có gì vậy? Con gấu đúng không? Tì. Ngồi, đang ngồi trên cây nè. À, chuồng voi các bạn ơi, có hai con, người ta cõm nó bên trong rồi, nó không đi ra đây được. Con không có trèo qua nha, đi xuống, đứng xuống, đứng xuống. Con thấy con voi chưa? Con voi gì? Đó, con voi đó. Sao con voi không có cái chân vậy? Người ta cõm cái chân rồi. Hả? Ồ, con hà mã nè. Ở bên trong rồi, nó tự nhiên. Tại thì hai bạn Nghi với Hơi đang chơi trò tàu buổi tháng nha các bạn. Đang đi lên rồi đó, đó, bên xa xa kìa đó, góc người đó, đó. Đó là đang đi lên trên cao. Đó, 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 đang xuống kìa. Đó. Yeah. Oh. Yeah. Oh, nước bắn tung té luôn. Rồi xuống rồi kìa, xuống rồi kìa. Đi vô trò chơi đu quay nha các bạn. Được rồi. Rồi lên, lên. Ừ. Bé bé chưa? Chưa bé. Giờ đang đi lên cao nữa các bạn. Sợ nó đi đâu con. Oh my god. Wow. Đúng rồi các bạn, lên cao lắm mà nhìn thấy được cảnh thành phố luôn à. Sáng quá trời luôn. Đó tàu khác đó. Bố sợ không? Yeah, bạn tiên. Yeah. Các bạn, cái hồ dưới là hồ có vẻ chậm rãi mà có vẻ như mọi người đang sợ độ cao đó nha các bạn. Hay à, cục quýu quá. Ơi, tới nơi rồi. Rồi đeo ba lô vô đi con. Rồi, đi nè, nè nè. Cảm em nè. Rồi đây là vườn xương rồng nha các bạn. Cây xương rồng không các bạn ơi. Cây xương rồng thạch trụ thiên. Ôi, cao chúng ta hơn 10 mét rồi nha. Tàu chở các bạn ơi. Tàu điện. Đây mình ngồi trên này mình sẽ đi quan sát ngắm thuộc dòng đầm sen nữa các bạn.
chiếu viên 8D nữa bạn. Mình vô đây ghế ngồi, mình ngồi chờ 10 phút rồi mới đôi con gặp xem phim 8D nữa bạn. Đó, đeo kính này vô nhìn chút, nhìn giống như thiệt luôn á. Thì cái vô này làm cái gì? Có phim rồi hả? Cái này hả? Ừ, đó, màn hình đó. Ở ngoài mình nói là xem phim 8D, mình tưởng là gì ghê gớm lắm mà thực ra vô bên trong thì nó thật sự là quá thất vọng các bạn ơi. Hình ảnh thì nó đụng dậy rất là kém, rất là thấp, rất là mờ luôn, không có gì đặc biệt á, còn thua cái những bộ phim coi trên TV ở nhà đó chứ. Gọi là 8D mà đeo kiến vô nó không thấy giống như 3D mình xem ở trong rạp chiếu phim bạn ơi. Thất vọng cái trò này quá, cho nó một sao thôi. Chưa, để cô đóng nha. Cầu đó bạn ơi. Boy. Boy chết nhảy vui không? Bây giờ xếp lại ghế đi. Là gán hả? Ăn là gán hả? Và mình xin kết thúc video mình tại đây nha các bạn. Là các bạn nhớ like, share, subscribe, ủng hộ cho channel của tụi mình nha. Sau mình sẽ có động lực làm thêm những clip khám phá vui chơi với những chỗ khác nha các bạn nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye, chào mọi người đi con.